Ok, và chào mừng các bạn đến với tiếp tục là một cái trận đấu với vị tướng Zil đó các bạn ơi. Đây là một vị tướng mà mình rất là yêu thích và được rất là nhiều các bạn trong fan của mình cũng yêu thích cái vị tướng Zil này. Nên là chúng ta hãy cùng theo dõi cái trận đấu này của mình nha các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên tiếp món trang bị nào đây xem nào. À, mình sẽ lên món trang bị đó là gươm tận thế nhé. Ok. Trận đấu này sẽ rất hay đây. Rồi có điểm hạng mục của người chơi Ari rất là hay. Mọi người có thể thấy rằng đó là người chơi rồi có điểm của người chơi Esu quá hay, nhưng trong đó thì chúng ta cũng phải phê phán một chút, nó là cái sát thương của thiên bản sau nó lại mạnh thế các bạn ơi, chán ghê. Thì mình đang dẫn lợi thế về lượng vàng cũng như là lượng kinh nghiệm, cho nên chúng ta cũng không phải quá là lo sợ khi mà team bạn tấn công đấy, vì team mình cũng mạnh hơn rất nhiều nha. Rồi vừa chơi đàn đo mạnh ghê. Mình chắc chắn là vị tướng Diêu này sẽ là một trong vị tướng mà sẽ có được những cái ưu thế trong danh Việt 2021 này. Bởi vì theo mình thấy là vị tướng Diêu này rất là mạnh. Đầy đủ các yếu tố về lượng sát thương, độ cử động cũng như là hỗ trợ đồng đội rất là tốt. Mình rất thích cái nội tại của Diêu. Mọi người thấy sát thương của Diêu rất là liên tục, đến từ cái nội tại rất là bá đạo. Đó mọi người, bây giờ mọi người có thể quan sát lượng sát thương của Diêu nha, rất là mạnh rồi các bạn ơi. Quá hay, một trong những pha xử lý rất hay của người chơi Diêu. Rất hay, đó lại là điểm hạng mục dành cho người chơi Natalia. Bây giờ Diêu sẽ tiếp tục lên món trang bị quyền trượng Hera, một trong những trang bị mà có thể giúp cho Diêu hồi phục cũng như là tạo ra một cái lớp giáp bảo vệ khi mà lượng HP của Diêu tụt giảm. Sau đó thì mình sẽ lên một cái món trang bị xuyên giáp nhé. Ok. Một trận đấu với tướng Diêu thì chúng ta sẽ chơi rất là đơn giản thôi. Không cần có quá nhiều kỹ năng, chỉ cần chúng ta kết hợp với đồng đội là chúng ta sẽ chơi rất là tốt. Lượng đêm của Diêu thì khỏi bàn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lên đó là triệu hồn mang để tăng thêm lượng giáp, à tăng thêm cái lượng sát thương xuyên giáp nha. Quá hay. Bây giờ chúng ta có khả năng giành chiến thắng rồi. Khi mà tất cả các đường lính đang được tập trung đẩy lên khu vực đường trên rất là lớn, và thì bạn chỉ có đó là hai thành viên. Có khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này rất là đơn giản. Esu thì bạn cũng không có quá nhiều sự nổi bật trong
khi mà chúng ta đã có được một đường lính lên thẳng đến đó là cái trụ chính của team bạn rồi. Con bùa đỏ của team bạn thì đang được Zeal lấy đi. Ôi, nhưng mà team mình có vẻ như lên hơi cao. Nhưng không sao cả. Bây giờ thì sẽ là những pha bắt lẻ. Đó là của người chơi. Rất hay. Những pha xử lý vô cùng là chính xác của đồng đội mình. Bây giờ chúng ta thấy rằng đó là rồi, chúng ta có điểm của người chơi Lumbu khi đang cướp bùa xanh. Đó là một pha lật kèo rất hay của Diều. Bây giờ chúng ta sẽ giành chiến thắng khi mà có đến ba đường con lính siêu cấp rất lớn ở khu vực đường giữa rồi. Và bây giờ thì bạn chỉ có Esu. Rồi, chỉ còn có một chiêu cuối. Esu và Ahri liệu có làm nên chiến thắng hay kỳ tích nào không đây? Quá hay. Nhưng đó là sự chấm dứt. Nhưng bây giờ Florentino có khả năng giành chiến thắng. Elan đó lên rất hay, win rồi.